Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hôm nay em xin làm một món chay đơn giản từ nấm, đó chính là nấm xào me. Nấm xào me khi hoàn thành thì bên ngoài nó giòn giòn, bên trong thì mềm mềm dai dai. Khi ăn thì có vị chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt và một chút cay nữa. Quý cô bác có thể dùng nấm rơm nè, nấm đùi gà, hoặc là nấm đông cô, nấm bào ngư đều có thể làm món này. Nếu quý cô bác thích món nấm xào me thì xin mời vào bếp và cùng thực hiện với em nha. Nguyên liệu đầu tiên cần phải có đó chính là nấm, và đây em dùng là 300g nấm rơm. Nấm rơm thì em đã rửa sạch, cắt bỏ phần gốc rồi. Ăn kèm thì em dùng dưa leo và rau xà lách. Gia vị nêm gồm có 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm chay, 1 ít hành lá, tỏi băm và ớt băm, 1 muỗng canh nước cốt me và 50g bột chiên giòn. Nếu không có bột chiên giòn thì quý cô bác có thể dùng bột mì, bột gạo cũng được. Cần thêm 1 ít dầu ăn và nước mắm chay. Nguyên liệu chỉ đơn giản như vậy thôi, bây giờ quý cô bác cùng làm với em nha. 50g bột em cho vào đây 30ml nước, quý cô bác khuấy đều. Đến khi nào mà thấy bột nó sền sệt như thế này là đạt rồi nè. Quý cô bác đừng có khuấy bột quá lỏng nha, mình chiên nó sẽ không có thấm nhiều bột thì nấm nó sẽ không có giòn. Khi bột đã đạt rồi thì bây giờ em cho nấm vào, thấm đều phần nấm với bột và chuẩn bị một chảo dầu và bắt đầu chiên thôi. Đợi khi nào dầu thật là nóng thì quý cô bác cho nấm vào chiên. Quý cô bác vặn nhỏ lửa để nấm nó không có bị bắn dầu nha. Chở đều phần nấm xong thì quý cô bác mang cái phần nấm này đi nhúng vào trong bột thêm một lần nữa. Áo hai lần lớp bột như vậy thì nấm nó sẽ rất là giòn. Nấm sau khi được nhúng bột hai lần, khi chiên cho nó vàng rồi thì quý cô bác vớt ra. Vàng như thế này là nấm đã giòn rồi nè quý cô bác, bây giờ thì vớt ra nha. Sau khi nấm giòn như thế này, quý cô bác có thể ăn ngay, chấm cùng tương ớt, tương cà nè. Hoặc là quý cô bác có thể mang đi chiên nước mắm, hoặc là quý cô bác xào me, đều rất là ngon. Bây giờ em sẽ đi làm sốt me nha. Đợi khi nào dầu nóng thì cho hành lá, ớt và tỏi vào phi thơm. Phần hành thì quý cô bác cho vào một ít thôi nha, mình chừa lại một ít. Khi tỏi đã thơm thì cho nước cốt me vào. Tiếp theo là đường và hạt nêm chay và một chút xíu nước mắm chay nữa. Tùy theo loại me mà quý cô bác dùng nó chua hay ngọt. Nếu mà me ngọt thì nêm ít đường thôi. Còn me mà có vị chua nhiều quá thì nêm nhiều đường một chút xíu. Cái sốt me này phải có hậu, chua chua, chua nhẹ mà ngọt nhiều nó mới ngon nha quý cô bác. Sau đó thì cho nấm vào, đảo đều. Đảo đến khi nào mà cái phần nấm này hút hết phần sốt là được. Lúc này thì quý cô bác nên để lửa lớn. Phần sốt sẽ nhanh khô mà nấm lại không bị mềm. Đã rút hết phần sốt như thế này thì tắt bếp, có thể cho nấm ra đĩa rồi đó quý cô bác. Quý cô bác rắc thêm một ít hành nữa. Rồi bây giờ cho ra đĩa nha. Nấm rang me khi hoàn thành, ăn giòn giòn bên ngoài, cực kỳ thơm, vị thì chua nhẹ nè, ngọt ngọt, khi ăn thì cay cay mặn mặn, ăn với cơm thì vô cùng bắt cơm luôn. Món này làm vô cùng đơn giản luôn phải không quý cô bác? Em xin chúc quý cô bác có bữa chay thật là ngon miệng nha. Rất cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em ạ. Hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau nha.